ví dụ lần trước thì khi các bạn về chạy demo thì các bạn thấy các menu của chúng ta đã được giãn ra và thực sự là phần này tôi đã bổ sung thêm một số đoạn mã ở trong cái khối này nhưng tôi chưa hướng dẫn các bạn vì với những kiến thức hiện thời thì của zen framework thì chúng ta có thể làm được cái menu này nhưng có điều là chúng ta chưa học tới cái phần jquery và menu nên chúng ta cũng chưa xử lý được với thứ hai nữa phần nữa mà cần về tìm hiểu đó là phần JSON thì chúng ta cũng chưa học nên các bạn chưa thể xử lý được cái menu này à, đối với menu trong website thì cái menu mà dạng cây kiểu này là một loại menu khó xử lý nhất và với một cái menu ở phía trên đầu này khi chúng ta hơi chuột lên thì nó hiện những danh mục con ở dưới này thì đó là dạng menu thứ hai hai loại menu này rất là khó xử lý nhất là vấn đề do uh, vấn đề khó, khó xử lý đây là khi chúng ta nhấn vào một cái mục nào đó ví dụ như chúng ta nhấn vào cái mục lập trình thì lúc này các bạn nhìn thấy chúng ta chỉ có id của một 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 calorie, đó là calori lập trình bằng 8. nhưng làm sao nó tìm được cái cái phần của cha để nó bật ra và hoặc ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây chỉ lập trình được đánh dấu tiếp theo khi chúng ta nhấn vào BB thì cái phần này khi hiển thị lại thì nó phải tự động bật ra chứ không nếu như phần trước thì nó sẽ co lại và lúc này nó phải đánh dấu được vào BB vấn đề này tương đối khó cho đến hiện nay thì với những kiến thức của khóa học Zen Framework thì các bạn chưa xử lý được vấn đề này vấn đề này tôi sẽ trình bày rõ hơn ở trong phần jQuery menu và lúc đó chúng ta sẽ phải kết hợp với một phần nữa đó là JSON thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái menu uh, theo cái kiểu hiển thị theo kiểu cây như thế này trong những bài sau khi tôi hướng dẫn thì đầu tiên các bạn hãy nghiên cứu cái kỹ thuật cái menu này trước có nghĩa là chúng ta nên uh, nghiên cứu xem cái cách tạo ra một cái menu bằng ULI như thế nào uh, trước khi uh, rồi các bạn hãy nghiên cứu vấn đề đó và sau đó thì khi đến bài học thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về cách tạo menu này thực sự menu này là tôi lấy từ một cái open source trên mạng và tôi có phần modify lại để cho nó phù hợp với ứng dụng của chúng ta vậy thì các bạn đã thấy đối với một lập nhìn viên không chỉ biết lập trình mà chúng ta phải có đầy đủ các kỹ